Thế này có một thằng trên ngồi là câu cá trước. Đúng rồi. À, từ từ từ, để anh chú đặt ra. Không thuê, người ta chặt. Nhanh vào, không kịp máy đâu. Cho mình dẫn tiếp tục vào. Dạ, quá ngon này nha. Không cần phải suy nghĩ nữa. Hết thùng bây giờ.